nhổ răng đã đau rồi lại còn cấy implant vào nữa thì chắc chết. Nhưng mà thực sự không hề đau. Mà đầu tiên nhổ là cô nhổ 8 cái thì cô cấy 2 cái implant trước răng cửa dưới này, cấy 2 cái không hề sưng, không hề đau gì cả. Mà cô lại bị mục xương chớ lại còn bị nha chu nữa. Cho nên là cô phải nạo nha chu hết cả hai hàm. Xong rồi cấy implant nhưng mà không sưng, không đau. Thực sự là không đau, nghe người ta quảng cáo cô không tin. Nhưng khi cô làm rồi cô vui lắm, tự vì là không đau thật. Việc cấy implant hầu như nó diễn ra cũng khá là nhẹ nhàng, khá là êm ái. Đặc biệt là ngày nay khi mà những cái thuốc tê hay là những cái phương pháp mà vô cảm đi kèm, chẳng hạn như là tiền mê, rất là hỗ trợ rất là tốt. Cho nên việc cấy implant ngày nay gần như có thể nói là không có đau.